Bissell và giáo sư Bóp Vũ xin thân mến kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Bóp Méo Vo Tròn trên làn sóng 57.3 của VNATV. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng là xung quanh của Bissell và giáo sư Bóp Vũ có một cái khung cảnh khác. Tại vì như là tuần trước là Bissell có thưa quý vị rằng là đài của chúng tôi đang sắp sửa có một cái location mới. Thành ra tạm thời thì mình ngồi đây nha quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, đây là chương trình Bóp Méo Vo Tròn và chỉ có trên băng tầng này mà thôi. Và chương trình nhằm mục đích gửi đến cho quý vị những nụ cười thân thương, những cái nụ cười vui vẻ sau những giờ phút đi làm về mệt mỏi. Quý vị nào mà thương mến chương trình Bóp Méo Vo Tròn thì hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem nha quý vị. Và trước hết thì Michelle cũng xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả trong thời gian vừa qua đã yêu ái và thích thú khi xem chương trình Bóp Méo Vo Tròn này và đã không ngớt lời ngợi khen giáo sư Bóp Vũ đã có những câu trả lời thật là uyên bác, dễ thương và đôi khi cũng hơi tròn tròn méo méo chút xíu. Thì như là Michelle cũng thưa với quý vị rồi, thì quý vị nào mà hài lòng với những câu trả lời của giáo sư Bóp Vũ thì nó là tròn rồi, còn quý vị nào mà cảm thấy chưa có hài lòng hay là chưa có thích lắm thì nó là méo thôi. Tròn hay méo gì thì do suy nghĩ của mọi người. Mong sao chương trình này vẫn muốn đem đến cho quý vị những giây phút vui tươi và thoải mái trong cuộc sống mình mà thôi nha quý vị. Quý vị nào có những câu trả lời hay hơn giáo sư hay là có những câu hỏi thắc mắc gì, xin email về cho chương trình với địa chỉ email là bóp méo vo tròn 573@yahoo.com hoặc là gọi điện thoại cho Michelle 714-330-1437. Vâng, giờ bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào chương trình Bóp Méo Vo Tròn cùng giáo sư Bóp Vũ nha quý vị. Xin chào giáo sư Bóp Vũ ạ. Xin chào cô Michelle. Dạ vâng. Cô có khỏe không? Dạ vâng, thì khỏe thì mới ngồi đây chứ ạ. Hôm nay ngồi cái set này mình ngồi cũng thế à, hồi trước vâng. Ngồi không có giống như này à. Dạ vâng. Tôi nhớ cái set cũ quá. Vâng. Cái set mà bữa trước mà cô tôi đợi vài tuần mời tôi đến đây. Vâng. Set tôi dễ thương quá. Vâng. Mà mấy tuần nay là chỉ có đi lưu lạc giang hồ, tuần này chỗ này tuần kia chỗ khác, ngồi toàn những cái chat lạ không à. Vâng. Nó có đổi mới giáo sư ạ? Không, thì nó như thế này, con người tôi thì vốn là trung thủy cho nên là vẫn thích cái chat cũ của mình tại vì tôi muốn cái gì của mình cơ. Vâng. Thế nhưng mà nếu mà quý khán thính giả nhìn xem mà nếu mà tôi với lại cô Mi Xèo mà nếu mà ngồi thế này đẹp hơn thì xin cứ góp ý để chúng tôi đóng một cái set cho nó giống giống này. Nhưng mà em đầy thích mình cái set của mình ngồi mình thoải mái hơn. Đúng rồi. Đấy. Của mình. Thế thì giáo sư chịu khó chờ một thời gian nha. Thì vâng. Vẫn chịu khó đấy. Vâng, thưa quý vị, thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào chương trình Bóp Méo Vo Tròn với những câu hỏi của khán thính giả đã email về cho Mi Xèo. Mi Xèo đã nhận được rất là nhiều email thưa giáo sư. Thì quý vị nào hãy kiên nhẫn chờ đợi. Thì Michelle sẽ đọc từng từ theo những cái câu hỏi mà Michelle nhận được gửi đến giáo sư Bóp Vũ. Vâng, thưa giáo sư, bây giờ chúng ta bắt đầu câu thứ nhất nha giáo sư. Được. Vâng, thưa giáo sư thân mến, tuần vừa qua tôi chơi cầu tuột cùng với con của tôi thì con tôi bị té chảy máu quá chừng đi. Tôi đem bé vào bệnh viện, về nhà thì tôi mới để ý là máu của cháu là máu B. Theo tôi biết là có đến nhiều nhóm máu khác nhau như là nhóm A, nhóm B, nhóm AB và nhóm O. Tại sao lại nhảy cốc như vậy hả giáo sư? Từ AB qua O mà không qua D hay là Y vân vân. Mong giáo sư giải thích giùm. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chúc giáo sư và cô Michelle càng ngày chương trình càng hay hơn nữa. Túng Hồ ở San Jose. Máu à? Vâng. Thế thì bây giờ mình giải thích máu chứ đã. Vâng. Nha. Cái này nó mình chia làm hai phần đi. Nha. Phần thứ nhất máu là cái gì và phần thứ hai tại sao là không có cái máu gì đó mà phải nhảy. Đi. Chúng ta là nhảy cốc đúng không? Đây. Mi Sẹo cũng thấy cũng là. Thường thường Mi Sẹo biết rằng là thì thường thường nhóm A B gì đó là do mình đặt ra thôi. Nhưng mà tại sao lại nhảy qua ô nhanh thế nhỉ? Nhảy cốc thế nhỉ? Đây. Việc trước tiên là mình hiểu máu là cái gì đã. Vâng. Máu nó là một cái tổ chức di động được tạo thành bởi những thành phần hữu hình là các cái tế bào hồng cầu này. Vâng. Bạch cầu này. Vâng. Tiểu cầu này với lại huyết tương. Tức là khi mà thí dụ như mình cắt cổ một con gà đi, một vịt gì đi nhá, lấy máu để làm tiết canh thì khi mình để cái huyết nó xuống á thì nó lắng ở trên một cái lớp mà lớp trong gọi là huyết tương.
À, cái lớp đạo đặc nó nằm rớt xuống dưới là hồng cầu. Ồ, có nghĩa là hai phần rõ rệt. Hai phần đó. Chức năng chính của máu là cung cấp cái chất nuôi dưỡng và cấu tạo các tổ chức, cũng như là loại bỏ các cái chất thải trong trong cái quá trình mà chuyển hóa của cơ thể, tức là nuôi cơ thể cho nó sống đấy. Vâng, nha. Bỏ đi các cái khí, ví dụ như nó đi vào đây nó bỏ ra cái, nó thải ra cái khí carbonic, khi mình thở ra đó thì là cái khí này là khí carbonic, nhưng hít vào rồi mình hít oxy vào. Vâng. Nha, đó, tức là nó nuôi cơ thể đấy, làm sống cơ thể. Máu cũng là một cái phương tiện mà nó vận chuyển các cái tế bào. À. Vâng. Các cái tế bào mà nó có cái chức năng bảo vệ lẫn cái những cái tế bào về bệnh lý chẳng hạn đó. À, và các chất khác nhau, ví dụ như các cái chất amino acid hay là lipid, hormone. Wow. Cái chữ nghe mệt quá. Giáo sư giỏi quá. Vâng. Nhưng mà nghe mệt quá, nói chung chung đi nha. Vâng. Tức là khi mà con người ta bị mất máu vì lý do bị thương hay là vì một lý do nào đó nha. À, thường thường là đi trận thì thường thường là các binh lính này hay bị mất máu nha, mà thì bị thương là bị mất máu, thì là người khi mất máu để cứu sống cái mạng người đó thì người ta phải truyền máu vào. Vâng. Nha, thì truyền máu vào thì là cụ thể là nó có 4 nhóm máu như vừa rồi là anh ta mới nói đấy, tức là máu A. Vâng. Máu B, máu AB và máu O nha. Mình đọc. Vâng. Tiếng Việt để cho nó dễ hiểu nha. Vâng. Nha. A B, AB và O. Thì cái nhóm máu O này đó là có thể truyền được cho ba cái nhóm kia, tức là kể cả nhóm A, kể cả nhóm B, kể cả nhóm AB. Ồ, nó vâng. Truyền được hết. Nhưng ngược lại á thì là cái thằng A này nó chỉ nhận được cái thằng O này nó chỉ nhận được của O mà thôi. Ồ. Nà, cái thằng A cho nó không được, thằng B cho nó không được. Ừ. Nà, thằng AB cho nó cũng không nhận, nó chỉ nhận của cái thằng O mà thôi. Trong khi cái A, B và AB thì nó lại nhận cái O. À, đó. Ngược lại thì AB có thể nhận được cả 4 nhóm kể trên. Vâng. Nhưng mà chỉ truyền được cho cái nhóm của mình là nhóm AB mà thôi. Ừ. Tức là nó có hai nhiệm vụ nhé. Một là truyền đi. Hai là nhận vào. Ừ. Nhé. Thì cái nhóm AB là nó chỉ truyền được cho cái nhóm của AB. Nhưng mà nó truyền được, nhưng mà nó nhận được cả 4 nhóm, nhưng mà nó chỉ truyền được của cái nhóm của chính nó mà thôi. À, còn hai nhóm A và B thì là vừa phải, nghĩa là nhận hai mà cũng cho hai. À, cụ thể là nhóm A nhận được của A và O, nhưng cũng cho được là A và AB. À, nói chung là lung tung quá. Em lộn lên rồi. Rồi mình cứ nhảy. Rối cả lên. Vâng, không hiểu gì cả. Câu hỏi thì chỉ là vấn đề là tại sao nó nhảy cốc như thế? À, tại sao là A, B. Thế mà nó máu đi cho rồi đi. A, B, rồi xong rồi nhảy của O. Vâng. À, không có D, không có E. À. Vâng. Thì ai nói không có nào? Vẫn có đi chứ. Có hả, chú sư? Có, nhưng máu dê thì có chứ. Họ chứ đàn ông nào mà không có máu dê? Hả? Thế là có các bạn ạ. Vâng. Nhưng mà lý do là tại vì dù là chúng tôi có máu dê, chúng tôi cũng không muốn nhận mình là người có máu dê. Ừ. Cho nên là phải giấu đi. Thế cho nên là không có phơi bày ra thôi. Thật ra là có đấy. Hiểu chưa? Vâng, hiểu rồi. À, thì ra chỉ đơn giản như thế thôi. Đơn giản thế thôi. Còn là AB hay là O gì là do mình cái ký hiệu mà mình đặt đúng ra. Đúng rồi. Để phân biệt ra, để mà biết, để mà truyền cho nó trúng. Chứ không, nhiều khi truyền không trúng thì cái người đó cũng không có hưởng được cái gì cả. Vâng, nhưng mà tại vì máu dê là mình phải giấu nó đi. Này, giấu máu dê. Ồ, thì là đàn ông nào mà không có cái máu này. Có chứ sao? Bảo không có là tôi phản đối ngay. Có. Vâng, hy vọng rằng là anh Tú Hồ sẽ hài lòng với câu trả lời của giáo sư Bố Vũ. Vâng, bây giờ chúng ta bước sang câu hỏi khác được không ạ? Được. Vâng. Rồi bây giờ câu hỏi thứ hai, thưa giáo sư. Chào giáo sư, tôi hiện nay đang là thầy giáo dạy tại trường trung học tại miền Nam Cali. À. Tôi cũng như là nhiều người khác rất là thích show Bóp Méo Vo Tròn. À, xin cảm ơn anh ạ. Thank you. Và để góp vui vào chương trình, tôi xin hỏi giáo sư, tại sao lại có tình trạng nhật thực và nguyệt thực? Rất mong được nghe lời giải thích theo kiểu của giáo sư. Cảm ơn giáo sư Bố Vũ Hiền Trần ạ. Thế nhật thực, nguyệt thực, tại sao lại có? Giáo sư đã dạy đi trung học kia mà không biết à? Thì khi mà những cái cỏ đất của mình nha, của mặt trăng và mặt trời nó đứng cùng một hàng đó thì gọi là nhật thực nguyệt thực. Yeah. Mà nhật thực người ta ban ngày thì gọi là nhật thực, ban đêm thì gọi nguyệt thực. Nhưng mà muốn theo cái trình bày theo kiểu của giáo sư kìa. À, theo kiểu của tôi. Vâng.
tôi thì khác. Của tôi thì tôi lại kể cho quý vị nghe một câu chuyện xưa đi. Vâng. Thì quý vị dễ hiểu liền. Thì quý vị cũng biết là mặt trời thì biết rồi, đúng nha. Thì cũng hồi trước có người hỏi là tại sao là có ông mặt trời mà không có bà mặt trời. Có nhớ có vâng, lâu, vâng. lâu rồi có câu hỏi đấy. Thì sẵn đây thì cũng trả lời luôn nhá, cho nó dễ hiểu. Thì ông mặt trời với bà mặt trời thì sống với nhau cũng hạnh phúc thôi, cũng như là một những cặp vợ chồng khác. Nhưng mà tại sao sau này không nghe thấy vợ bà mặt trời nữa, là lý do đơn giản lắm, là tại vì lúc mà xuất hiện cô mặt trăng. Người thứ ba xen vào. Người thứ ba xen vào cái đời sống tình cảm của gia đình ông mặt trời. Vâng. Thì là khi mà ghen tuông thì là ghen tuông, thì cũng như các bà các cô thích ghen tuông, phải không? Thấy là tự nhiên có một người khác chen vào cái đời sống tình cảm của mình thì người ta không thích. Người ta sợ mất đi cái mình đang có, cho nên là người ta ghen tuông. Đó là tình trạng ghen tuông. Mà bởi vì ghen tuông như vậy đó, cho nên đó là bà ta cứ rắp tâm theo dõi ông này có thật như vậy không, phải không? Tại vì ghen tuông thì là ghen bóng ghen gió thôi, như thấy hai người này nói chuyện có vẻ thân mật. Ông mặt trời với cô mặt trăng kia nói chuyện thân mật hoặc là có qua lại là chút đỉnh mà chưa nhìn thấy được rõ ràng. Đúng rồi, phải bắt tại trận mới được chứ. Đấy, có một ngày xấu trời. Ồ. Phải nói là xấu trời vì cái ngày đẹp trời thì không thể xảy ra chuyện xấu. Mà cái ngày xảy ra chuyện xấu thì không thể gọi là ngày đẹp trời. Vâng. Đó là ngày xấu trời. Em đồng ý, em đồng ý giáo sư. Bà mặt trời bắt gặp quả tang luôn. Ông mặt trời với cô mặt trăng đang tỏ te tú tí. Có biết là làm chuyện gì không? Chuyện gì? Đấy, sau này mình có nhận thức là như thế đấy. Ông mặt trời đè lên cô mặt trăng. Oh. Đấy, có thấy không? Thấy không? À. Mặt trời, mặt trăng nó lại đè lên nhau. Thôi, thì đâm ra bà ấy thôi, không còn chối cãi đi đâu được. Rõ ràng đấy. Là ai cũng nhìn thấy cả đó chứ. Mà không phải là ban ngày không? Không phải ban đêm không? Cả ban ngày. Ban ngày luôn. Đấy, ban đêm thì là nguyệt thực, mặt trăng đè lên mặt trời. Ban hai ngày, nguyệt thực. Hai người này lộ liễu quá. Mặt trời đè lên mặt trăng, bà ấy nhìn thấy. Vâng. Buồn quá, giận quá. Mà ông mặt trời mình làm gì ông bây giờ? Khi người đàn ông đã thay đổi rồi, ta làm gì bây giờ? Thấy bà ấy bỏ đi. Không biết là đi tu lên núi hay là đi vào một thâm sơn cùng cốc nào đó, không còn thấy xuất hiện nữa. Cho nên về sau mình không còn thấy bà mặt trời là như thế. Oh. Và bởi vậy cho nên mình mới nhìn thấy cái trường hợp là nhật thực và nguyệt thực là như thế. Ý là hai người này cứ thỉnh thoảng là cứ tỏ te tú tí hoài. Tỏ te tú tí. Mình cô sẽ hiểu rồi. Cho nên nó mới xảy ra tình trạng nhật thực và nguyệt thực là như thế. Vâng. Mà đè cũng lâu chứ, đè nhiều khi đè cả mấy chục phút chứ. Vâng. Hiểu chưa? Wow, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Bữa nào là mình sẽ mới được hiểu là lý do tại sao mà lại có cái tình trạng nó xảy ra. Té ra là vì có nguyên nhân cả. Đấy. Hay quá, giáo sư hay quá. Vấn đề thường nhật mà của con người nó như vâng. Thế. Kể cả mặt trời cũng thế. Thôi bây giờ mình giới thiệu một số cơ sở thương mại đi, mình trở lại cái câu hỏi kế tiếp nha giáo sư. Được. Nó giờ mới trang kế tục kêu là đến giờ mình giới thiệu rồi. Vâng, kính thưa quý vị, thì đến đây thì xin phép quý vị được tạm ngừng trong giây lát để giới thiệu những thông tin thương mại đã bảo trợ cho chương trình Bóp Méo Vào Tròn này. Vẫn mong quý vị tiếp tục giữ băng tần 57.3 với chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Bóp Méo Vo Tròn cùng với Michelle và giáo sư Bóp Vũ trên băng tần 57.3. Và nên nhớ rằng chỉ có trên băng tần này mà thôi nha quý vị. Vâng, và để trở lại chương trình ngày hôm nay, một lần nữa quý vị nào có những câu trả lời hay hơn giáo sư hoặc là có những câu hỏi thắc mắc gì, xin hãy email về cho Michelle với cái địa chỉ là bóp méo vo tròn 573@yahoo.com hoặc là điện thoại cho Michelle để bảo trợ cho chương trình này nha quý vị, 714-330-1437. Rất cảm ơn quý vị. Và chúng ta sẽ trở lại cái câu hỏi thứ ba nhà giáo sư Bóp Vũ. Được. Vâng, giáo sư ơi, tháng trước thì nhà tôi đi xem phim Người Sắt số 3. Hôm đó thì tôi bận đi làm overtime nên không có đi cùng được. Về nhà thì mấy đứa con tôi khen là phim hay lắm. Hôm qua thì tôi lên mạng download xuống thì xem
quả thực thì phim quá hay. Tuy rằng phim có cường điệu hóa không có thật, nhưng cũng đã làm cho người xem khó tính như tôi hài lòng. Tôi chợt nghĩ, tại sao phim ngoại quốc nhiều phim hay quá, nhưng tư tưởng rất lạ, làm thỏa mãn người xem. Thế thì tại sao Việt Nam mình không thấy có ai nghĩ ra cái gì mới mẻ, toàn là copy ý tưởng của người ta, rồi sửa lại làm của riêng của mình. Giáo sư có nghĩ như thế không? Hay là suy nghĩ của tôi nông cạn? Mong giáo sư chỉ giáo dùm, anh Hoàng Lý. Nếu mà anh hỏi thế thì tôi đồng ý với anh hoàn toàn là anh nông cạn. Vâng, mà nông cạn như thế nào? Tại sao là nông cạn? Em thấy anh thấy là cái này cũng đúng chứ. Anh ấy bảo là ngoại quốc phim nó nghĩ ra những cái tư tưởng này, tư tưởng kia, những phim rất là lạ, lạ đúng không? Vâng. Trước này có cái gì Batman này, người rơi là toàn là những siêu nhân không? Vâng. À, Superman được không? À, rồi cho tới người mèo, người gì tùm lum tà la nhá. Vâng. Rồi bây giờ là tới người sắt nhá. Ai bảo là người Nam mình không nghĩ ra? Vừa rồi cái gì đấy, Dòng Máu Anh Hùng của Charlie Nguyễn làm đấy, đạo diễn Charlie Nguyễn làm. Vâng, vâng. À, có Chí đóng đấy, à, thì có con của ông gì đó, con của ông Xuân Phát tên gì? Em cũng quên mất rồi. Quên thì tệ quá thế này. Đó thì đóng đó, thì cũng là cái người mình đồng giáo sách, nhưng tại vì có lẽ là phim ở Việt Nam quý vị đó làm phim rất là hay, nhưng mà có cái điều là người ta không hiểu được là tại sao nó là cái người đó là có thể mình đồng gia sách như vậy mà đao kiếm đâm không thủng, mà không có giải thích được rõ ràng, cho nên là mình cũng không hiểu tại sao nó như thế. Thì có thể là do nhà cầm quyền ở bên đó người ta cắt xén bớt kiểm duyệt mất đi chăng, thì cái đó mình không biết. Nhưng mà đại khái nếu mà anh cho rằng là chỉ có ngoại quốc mới nghĩ ra được những ý kiến này nọ đó, những cái mới đó, thì tôi hoàn toàn không đồng ý với anh. Anh có biết rằng là cái phim mà ngay cái phim anh đang xem đó là cái mà Iron Tree đó, dạ, người sắt số 3 đó. Iron Man Tree đó. Dạ vâng. À, thì anh cho rằng cái đó là tư tưởng mới à? Xin lỗi anh nha, cái đó là Việt Nam mình nghĩ ra chưa? Trời, giáo sư nói quá. Cái này là người giáo sư nói trước mình chứ không phải là giáo sư là nói có sách mách có chứng nhá, không phải là tôi nói một cách mà mông lung, hay là không tôi nói một cách là bừa nha. Thế giáo sư nói như là Việt Nam mình có người sắc à? Đúng, đây để tiếp tục kể chuyện cho vâng, nghe. Vâng. Cách đây vào khoảng là cuối thập kỷ năm 80 đó. Vâng. Hay là cái thế kỷ coi như là cách đây khoảng chừng vài chục năm gì đấy, 20 năm gì đấy. À, khi lúc đó thì những cái chuyện mà khủng bố máy bay gì đó là rất là nhiều nha. Lúc đó đã có khủng bố rồi. Năm 80 mà. Năm 80 khoảng thập niên đó là nhiều lắm. Đó. Rồi có một lần đó trên một chuyến bay của cái hãng hàng không của Mỹ nhá, xảy ra một vụ cướp máy bay. Ừ. Đấy. Thì ba tên khủng bố đã dùng súng là khống chế toàn bộ hành khách lẫn cái tổ lái, là cái phi hành đoàn. Khống chế là đi theo hắn ta về một cái địa điểm nào đó của hắn. Vâng, vâng. Nha. Rồi, lập tức là coi như là ai chống đối là bắn ngay tại chỗ, ngay trên máy bay luôn. Rồi, tôi khủng bố mà giáo sư. Vâng. Đó, nó bắn là để nó thị uy. Nó bắn để cho người ta sợ, người ta ngồi im, chúng tôi là cứ náo loạn lên là nó không làm được gì. Vâng. Đúng không? Hiểu chưa? Đó, thì tất cả mọi người trên máy bay đều là hoảng sợ. Đều bị khống chế hết. Mà vâng. Ai cũng sợ, trời lúc đó tim là rất nhiên là cỡ như cái em cũng sợ nó, như thường. Xin lỗi, nó ví dụ người ta đi xe dưới đất, ta còn nhảy ra kệ, nó què chân một chút mà còn mạng sống. Chứ ở trên không cái này nhảy đi đâu. Vâng. Coi như là giao cho phó linh hồn cho thượng đế thì chả làm được cái gì. À, đó. Thì là lúc đó có một người hành khách Việt Nam. Tại sao mình nghĩ là về hành khách Việt Nam? Tại vì tướng thì nhỏ con, giống tôi, nha, cũng thấp giống tôi, nha, cũng tướng cũng là phè lẹ phè giống tôi, nha. Mọi thứ là quý vị cứ nhìn tôi là quý vị cứ hình dung ra là cái ông hành khách đấy, nha. Nha. Thì là cái hành khách đó đứng ra, mà anh ta là coi như là hai tay là không một tấc sắt nha, hai bàn tay không nhá. Anh ta bước ra thì anh ta mới nói, tôi năn nỉ các anh làm ơn bỏ súng xuống. Người ta thay vì nói tôi yêu cầu anh bỏ súng xuống không, rất là mềm mỏng, tôi năn nỉ các anh làm ơn bỏ súng xuống một chút xíu. Mọi người thấy cha này làm cái gì đây,
khủng bố và đi năn nỉ đó làm sao nó đúng này, rồi này vẻ, khùng quá không biết này đó đúng đấy không biết khùng hay là cái gì đấy chắc là bị bị thần kinh rồi something nhưng mà đó không đó thì sao mà trước cái hành động mà thất nó mắc cười như thế này thì là mấy cái tên khủng bố kia nó cười quá trời cười thì nó mắc cười thiệt chứ ạ mà nó cười đến độ mà làm cho hành khách mà cười theo luôn chơi cho mình chúng ta đi cướp mà bảo tôi đừng cướp được rồi không khủng bố nữa là làm gì vậy ông ta chỉ nói tôi năn nỉ các anh làm ơn bỏ chúng xuống đi thế là nó chắc là tự ông này hài quá à đấy đấy đang cứ tưởng rồi diễn nó tấu hài cười quá chứ cười cái cách hành khách cười luôn à đó rồi cái là một tên nhào tới ra đó xong tới đấm đá nhưng mà khi đấm một phát như vậy là đấm vào người của cái người đó đó. Thì, sao? À, tôi quên mất một điều là tại sao mình nói là cái người giống như này mà tại sao lại là người Việt Nam nhá? Thì sau đó mới hiểu ra là tại vì ông ta nói cái câu này bằng tiếng Việt Nam. Tôi năn nỉ các anh bỏ chúng xuống. Thế làm sao chúng nó hiểu? Không thì là ông ta mới có một người khác ngồi gần đó mình dịch cho tiếng Mỹ cho thằng kia người nghe. Oh. Là mình mới biết là người đấy Việt Nam. Bởi vì tôi mới nói Việt Nam là như thế à, để đó thì cái tụi kia nó cười quá rồi nó lại nó đấm thế này rầm đấm ngay vào ngực của thế này xong phải đấm một cái thời ơi rút cái tay ra là nó nhăn nhó nó rú lên à, đau quá bị gì ạ bị đau mà tại sao đau ạ đó thì đó thì là coi như là đau đến như vậy đó thì là coi như là thằng đó đánh bị đau như vậy mới rút ra ngoài vậy đó thì là mấy thằng kia mới rút súng bắn nhá bắn cái thằng Việt Nam đấy hai thằng khủng bố còn lại nó bắn đạn vô năm người văng ra thế wow đó, hay vậy tất cả mọi người mới thấy là coi như đạn rớt chúng sàn máy bay lột cột luôn chuyện gì ạ đấy tại sao thì là hành khách là ông này mới tiến tới ta đã bảo rồi lại tiến Việt Nam tiếp nhá không biết nghe nhời vậy là bắt đầu là tóm gọn mấy thằng khủng bố hết tất cả mọi người trong máy bay rất là coi giống như là thôi mừng quá rồi là coi mọi người được bắt gọn mấy anh kia trói lại hết thì mới báo chí rồi tới lúc xuống báo chí tới rồi phỏng vấn rồi các thứ rồi này nọ rồi vậy là thành là một anh hùng rồi hero rồi đó anh ta mới nói tôi nói thật thu thật à, cũng chả phải anh hùng gì đâu ông ta mới vén áo rồi lúc đó ông ta mặc cái áo băng tô vén áo rồi trời ơi đằng sau này xuất hiện này. Nè, nồi cơm điện nè chảo nè son nè lò vi ba nè các thứ nè đeo đầy đủ trong người hết trơn trời đeo đủ thứ trong người nè. Thì hỏi cái tại sao mà anh phải đeo như thế này nó không cái này là tôi đi về đi ngang tại vì tôi được dịp đi ra nước ngoài tôi phải mua những thứ này về tại nước Việt Nam lúc đó không có những cái đồ đấy thành ra tôi mua về để mà để xài nhưng mà đi qua hải quan thì tôi sợ chúng nó là đánh thuế tầm bậy bạ cho nên là tôi phải giấu vào trong người như thế mà nhờ như thế cho nên súng đạn bắn không có lụng không, wow, không xuyên hay quá rồi thầy vô tình thành người sắt đấy thì lúc đó người anh hùng này á được gọi là người sắt tại vì ông ta mang toàn những thứ bằng sắt trên người thì ngay lúc đó trên cái chuyến bay đó cái người đạo diễn lúc đó chưa nổi tiếng ông ta tên là Sam Black. À, ông này sinh vào năm tháng 12, ngày 16 tháng 12 năm 1961. Năm nay là tính cho tới giờ này là ông ta được 51 tuổi rồi. Thì cái lúc đó câu chuyện này xảy ra mấy chục năm về trước, tức là lúc đó ông ta khoảng chừng hai mấy ba chục tuổi. Chưa làm người sắt. Ông ta chứng kiến cái chuyện đó. Và cái đó làm cho nó gây cái ấn tượng vào trong cái thế là cái nó đầu tạo ra một cái ý tưởng cho ông đó. Ta. Cho nên hay ông ta quá. Về, ông ta mới hình thành lấy bộ phim Người Sắt Bọt là từ ngày đó. Hay thì quá. Như thế có phải là cái ý tưởng Người Sắt là của Việt Nam không? Này là người ta bắt chước của mình, không phải là mình bắt chước người ta. Đấy. Hiểu chưa? Đừng bao giờ nghĩ rằng là mình bắt chước người ta. Nông cạn. Ông này nông cạn rồi. Thành ra câu anh hỏi là có phải anh nông cạn không? Thì tôi đồng ý với anh điểm đó. Anh thật sự nông cạn. Vâng. Yeah. Vâng, hy vọng rằng là câu trả lời của giáo sư sẽ làm cho anh Hoàng Lý hài lòng, đúng không ạ? Vâng, giáo sư ơi, bây giờ mình lại tạm ngưng chút xíu nữa. Yeah. Vâng, chương trình mình đến đây xin phép được tạm ngưng để giới thiệu những thông tin thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Và hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ yêu mến cái chương trình này, sẽ bảo trợ cho chương trình này với số điện thoại là 714-330-1437 hoặc là email về cho chúng tôi với những câu hỏi thắc mắc của quý vị với email là bước méo vo tròn 53@yahoo.com và chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát sau một vài thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, câu hỏi kế tiếp như thế này, thưa giáo sư,
Tôi là một trong nhiều người ái mộ giáo sư và vợ chồng tôi rất là thích xem những chương trình do giáo sư thực hiện. Hôm trước thì vợ chồng chúng tôi có xem một bộ phim nói về chuyện ông chồng có cô vợ bé. Và bà vợ lúc đầu thì ghen tuông đi đến ghen ầm. Nhưng mà sau thì chính bà vợ cũng ngoại tình luôn. Trong tục ngữ cái gia của Việt Nam mình có câu: ông ăn chả, bà ăn nem. Để nói lên việc vợ chồng phản bội nhau và cùng đi ngoại tình như vậy. Thế thì tôi xin hỏi giáo sư, giữa đàn ông và người đàn bà, ai ngoại tình nhiều hơn ai? Và tại sao lại như vậy hả giáo sư? Thú thực, tôi yêu vợ tôi lắm. Và vợ tôi chắc cũng vậy, cho nên câu hỏi này là vợ tôi xúi tôi hỏi giáo sư đó. Bà ấy nói rằng nhờ giáo sư chỉ giáo để vợ chồng tôi biết mà tránh khỏi ly dị đó mà. Cảm ơn giáo sư. Trương Hảo. Anh Trương Hảo ạ. À, em thấy câu này cũng hay rồi giáo sư. Quá hay luôn. Quá hay. Thường thường ông bà mình nói câu hay chứ nhỉ. Ông ăn chả, bà ăn nem. Thì ý nó là như vậy. Ý nó là sao? Ông ăn chả, bà ăn nem, tại vì hai cái thứ đó đều cuốn ở trong cái lá chuối cả. Ừ, thế thì giáo sư phải giải thích cho rõ ràng để cho các em nó hiểu ạ. Thì nó như thế này. Đơn giản là tại vì bây giờ mình nói về những cái khảo sát của cái tình hình mà ngoại tình nam giới của nói thẳng ra là phái nam lúc nào cũng là ngoại tình nhiều hơn phái nữ. Theo giáo sư là đàn ông ạ? Đàn ông. Em thấy đúng. Mấy ông là... Cái này là tôi nói theo sách vở. Vâng, mấy ông là em nghĩ rằng là ngoại tình nhiều hơn. Bồ bịch lăng nhăng, đào hoa. Cô nói thế là tại vì cô nói theo cảm tính thôi. Chứ còn tôi nói là dựa trên những cái thống kê, những con số xác suất đàng hoàng. Nha. Theo như là cái tác giả của cái cuốn là The Monogamy Gap. Monogamy Gap, tức cái này là chế độ. Monogamy là có nghĩa là chế độ một vợ một chồng đó. Là Man, Love and Reality of Cheating. Đàn ông, tình yêu và sự thật về những chuyện ngoại tình. Cheating. Lừa dối nhau. Họ cho biết là có tới 78% quý ông thừa nhận là đã từng có một người tình. 78%. Em cũng tin là như thế. Và theo tờ Redbook thì là có tới 40% đàn ông ngoại tình ở nơi người ta làm việc. Dù chỉ có 12% trong đó nói rằng là bạn tình của họ có vẻ ngoài hấp dẫn hơn vợ của mình. Em đồng ý. Thường là như vậy. Một nghiên cứu khoa học khác thì là họ đăng trên cái tờ gọi là Inspire, là cho thấy là đàn ông tại sao mà hay ngoại tình là tại vì đàn ông có cái nồng độ testosterone cao hơn phụ nữ. Chính cái loại hormone này đó đã làm cho họ là cảm thấy là dạn dĩ hơn, mạnh mẽ hơn, và thường hay bởi vì như thế cho nên là thường hay gian lận nhiều trong cái chuyện tình cảm, nhiều hơn phái nữ. Nhưng mà em thấy cái điểm này là sao? Em thấy như thế này. Nói em đi. Biết lý do. Tại sao đàn ông lại thích như thế, là tại vì theo như em nghĩ đó giáo sư, thường là đàn ông ăn cơm hoài tráng, muốn đi ăn phở. Thích đổi đàn... món ăn. Đúng không ạ? Tại sao người ta thích ở món ăn? Đấy, em nghĩ rằng là chắc là nhiều khi dư cái học ngôn gì mà giáo sư vừa nói. Nhiều khi người đàn ông lại thích thay đổi, thích có một cái gì nó thay đổi, nó khác đi, đúng không ạ? Bây giờ mình phân tích cho nó kỹ một chút. Nó có nhiều lý do để mà người đàn ông người ta đi ngoại tình. Nhá. Vâng. Lý do thứ nhất, tình yêu không còn. Tình yêu không còn. Khi lấy vợ thì đương nhiên là người ta phải có tình yêu với người đó người ta mới lấy. Nhưng mà từ từ cuộc sống ở với nhau thì nó có những cái va chạm, nó có những cái không còn là như lúc đầu nữa. Như vậy là tình yêu không còn thì người đàn ông mới đi thay đổi. Cho nên là làm cho thay đổi. Cái thứ hai đó là vợ không còn hấp dẫn như xưa nữa. Nó có nhiều nguyên nhân, ý giáo sư nó như thế. Đúng. Vợ không có hấp dẫn. Lý do đơn giản là tại vì khi mà mới lấy thì nó trời, ta còn trẻ, nó đẹp. Đằng này ví dụ như giờ đẻ xong cái trời ơi xanh nở là bắt đầu nó sồ xè ra rồi. Đúng rồi, em thấy mấy rồi là làm việc quần quật rồi chăm sóc chồng con rồi bếp núc rồi các thứ này đó. Rồi làm sao mà nó không xuống sắc chứ? Mấy chị không có chịu để ý tới cái nhan sắc của mình. Bởi vậy cho nên dù đấy một thiếu sót. Lấy nhau bao lâu không biết, vẫn phải chăm sóc cái sắc đẹp của mình. Em đồng ý với giáo sư. Nhưng cái này quan trọng hơn. Lý do này là người đàn ông thường dễ tính, yếu lòng hơn đàn bà. Yếu lòng, chúng tôi đàn ông nói đàn bà yếu đuối, yếu lòng thực là chúng tôi mới là những người yếu lòng. Là tại sao? Là khi mà có một người dụ dỗ là chúng tôi nghe ngay. Khó lòng từ chối.
Đúng rồi, mấy ông mà tại vì nếu mà người ta thương mình mà mình không thương người ta đó, là mình có lỗi. Rồi, cái thứ tư, cái này cũng quan trọng nhất đây này. Vì cái lượng hormone là testosterone trong người của đàn ông nó cao, cho nên là cái nhu cầu về tình dục cũng cao. Cao hơn là bên phái nữ. Đó. Ra là vậy. Cho nên là khi người ta đi ăn chả thì nó thực ra thì cuộc sống vợ chồng nó có nhiều cái buồn tẻ, nó đơn điệu quá. Nhưng mà chung quy nó vì cái nhu cầu của tình dục, nhiều khi người vợ với chồng cuộc sống nó cứ như thế thế. Đó. Rồi nó đâm ra là tự nhiên thấy nó nhàm chán, rồi nó muốn thay đổi cái không khí. Nhưng mà cô vừa mới nói gì, đi ăn phở gì đấy. Đấy. À đấy. Thành ra là em nghĩ rằng là đây hôm nay là mấy chị nè, mấy chị em phụ nữ mình mà nghe giáo sư trình bày ngày hôm nay là phải lấy làm kinh nghiệm. À. Đấy là một cái mình phải giữ làm sao cái hạnh phúc. Thì nếu như vậy, nếu như mà theo cô nói như thế thì tôi có thể đề nghị là thay vì các bà giờ nấu cơm người ta cứ nấu phở đi thì mấy ông đâu có đi đâu nữa, ăn ở nhà thôi. Đấy. Đồng ý không? Thì nhưng mà có một cái lý do trong cái hàng ngày thì mình phải thay đổi làm sao đúng, cho níu kéo người chồng của mình. Đúng. Mấy bà. Có một cái này cũng quan trọng lắm này. Có thể trong quá khứ người vợ đã có tư tưởng ngoại tình với ai đó rồi. Bây giờ là sao? Em chưa hiểu ạ. Trước khi mà thí dụ như hai người lấy nhau. Vâng. Thì trước đó thì người vợ đã có một người nào khác rồi chẳng hạn. Thì ai mà chả vậy giáo sư? Em nghĩ là ai cũng phải có người yêu chứ. Khi mình đã nói là lý do thì mình phải phân tích cho hết. Vâng. Nhá. Thì đó cũng chỉ là một lý do nhá, nhưng mà lý do nào dù là nhỏ cũng đều là quan trọng. Vâng. Nhá. Nhưng mà nó ăn nhập gì vào cái chuyện này? Đâu có. Nếu mà thí dụ như đó là một cái lý do, đã nói lý do rồi đây là có người yêu trước. Cổ nhân mình có câu gì nè, bẫu dẻo tiếng dữ cho rồi bẫu đi đã. Dí dầu tình bẫu muốn thôi, bẫu gieo tiếng dữ cho rồi bẫu đi, tức là lý do thôi, hiểu chưa? Trước đây cô, trước khi cô tới với tôi thì cô cũng đã có thằng này kia, bẫu có mình tôi chắc, thí dụ như thế. Tại vì như là giáo sư nói là không còn tình yêu rồi mới nói như thế. Thì đã nói là đã gieo tiếng dữ rồi thì có gì để nói. Đó. Đó. Tệ quá. Vì dù là ngoại tình vì lý do gì, cho dù là bất cứ lý do gì, quý vị đã nói là gieo tiếng dữ mà. Không? Thì bạn có đưa ra lời giải thích cách nào đi chăng nữa thì những hành động đó cũng khó chấp nhận. Vâng, em đồng ý. Cho những người trong cuộc. Nếu mà quý vị nói như thế thì là tại sao quý vị không nói trước khi quý vị lấy người ta? Thì cũng đặt cái vấn đề đó. Quý vị cũng có những thay đổi, quý vị cũng già đi, quý vị cũng thay đổi, đâu phải cưới gì người vợ của quý vị. Còn nếu thí dụ như bây giờ thấy người vợ của mình như thế, mình chài chuốt cho người ta. Tại sao mình không về mình phụ giúp cho người ta để người ta có những... Rồi tại sao mình không tạo ra những cái tình huống lãng mạn, thí dụ như hai vợ chồng thí dụ đi làm quần quật và cho người ta cái thời giờ đi chơi và cùng đi chơi với nhau, thì nó sẽ tạo ra những cái mối tương quan giữa hai người. Thì như vậy thì tình cảm nó mới có thể đậm đà được. Vâng. Chứ không thì bà cứ việc nhà bà làm, tôi thì cứ việc bạn bè tôi đi nhậu cà phê, thì có gì đâu mà nói. Nếu thật sự nhiều ra nguyên nhân lắm, nếu hôn nhân mà gặp trục trặc, việc cần làm của các vợ cặp vợ chồng là phải ngồi lại với nhau, nói chuyện để giải quyết cái vấn đề đó bằng một cách nào đó, chứ không phải để chạy đi tìm cái phu bên ngoài. Nếu mà chỉ khi mà có chuyện chạy đi tìm phụ nữ ngoài, ai cũng có thể làm được, không cứ gì đàn ông nhé. Đàn bà cũng có 40% đấy nhé, đàn ông 78% cho đàn bà có đấy. Thì tức là nếu mà mình nói là mình có thể là đi ngoại tình được thì phụ nữ họ cũng đi ngoại tình được, ông ăn chả bà ăn em. Thấy chưa? Nhưng mà theo giáo sư thì giải thích cho các câu hỏi của anh Trương Hảo này là khi mà cái người vợ mà thấy chồng mình ngoại tình như thế, đầu tiên thì ghen tức, sau đó nhiều khi nếu mà cái bà này mà đi ăn nem, ông ăn chả bà ăn nem, như vậy là ý là cái bà này bị trả thù. Có thể là bà ấy trả thù. Có cái này nó hai tình huống nhé. Một là có thể bà ấy trả thù với ông chồng đi ngoại tình, bà ấy trả thù cho bỏ ghét. Đấy. Nhưng mà cũng có thể là ông này bỏ rơi bà ấy buồn. Mà phải kiếm ông khác rồi. Không cần phải kiếm, đi lang bang thế nào cũng gặp. Cũng có người nhào vô, cần gì phải kiếm. Vâng. Có nhiều khi không phải bà ấy muốn đâu, mà cũng thế, cũng gặp một người cũng có thể đi ngoại tình được. Là tại vì trong cái lúc này đang buồn, đang chán, đang bực bội là thằng chồng. Thường là như vậy. Thường là những người đàn bà mà tâm trạng như thế là dễ bị sa ngã. Đúng rồi. Cái thời điểm đó là cái thời điểm rất là dễ dàng để cho một cái đối tác thứ ba người ta sẽ tấn công vào. Thôi bây giờ mình kết luận thì theo giáo sư lời khuyên như thế nào? Thì đấy, tôi bảo là nếu mà thí dụ như mình cảm thấy là
chính cái người đàn ông khi người ta bước ra ngoài mà người ta có sự so sánh giữa vợ mình và cái người bên ngoài thì chính người đàn ông đó phải làm, phải sửa lại cái vấn đề này. Thôi thì nói cuối cùng thì theo Mi Sèo nghĩ rằng là thôi thì bây giờ những cặp vợ chồng nào nếu mà mình như giáo sư nói mình luôn luôn giữ cái tình yêu thì mình sẽ giữ được hạnh phúc. Có tình yêu thì sẽ có hạnh phúc, đúng không ạ? Nói chung á là ngoại tình là một hành động thiếu tôn trọng bạn đời và hèn nhát. Không có được chấp nhận. Tôi dùng chữ hèn nhát. Vâng, cảm ơn giáo sư. Không dám nói ra mà đi làm việc đó, tức là hèn nhát. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình Bốn Bé Vô Tròn đến đây là đã không còn giờ nữa. Mà trong khi đó thì Mi Sèo đang rất là thích thú nghe giáo sư giải thích những câu hỏi của quý khán giả. Và qua đó thì giáo sư công nhận không? Qua những lời giải thích theo kiểu của giáo sư Bốp Vụ thì chúng ta cũng học hỏi được nhiều điều trong cuộc sống của mình. Hy vọng rằng là méo hay tròn gì là do suy nghĩ của mỗi người, và chúng ta sẽ cố gắng làm sao cho cuộc đời của chúng ta luôn luôn tròn đi, tránh đi cái sự méo mó, phải không giáo sư? Thôi cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Bốp Mé Vô Tròn kỳ tới. Chào quý vị, xin kính chào quý vị, chào giáo sư ạ. Xin chào cô Mi Sèo và cũng xin chào quý khán thính giả đang xem đài nha. Hẹn vào lần sau. Bye bye. Xin kính chào quý vị.